Chào, chào anh em đã trở lại kênh của mình. Hôm nay mình tiếp tục ra video chia sẻ cho anh em một cái app thay đổi kích thước khung ảnh sử dụng trên điện thoại Android, phục vụ cho những anh em nào mà thích chỉnh sửa hình ảnh và biên tập hình ảnh. Bây giờ mình sẽ được bắt đầu. Anh em vào cửa hàng Sharkplay và nhập cho mình cái từ khóa là trình chỉnh sửa ảnh và tìm đúng cái biểu tượng trình chỉnh sửa ảnh cắt thay đổi giống như trong hình này luôn nha anh em. Anh em chọn cài đặt. Cái app này mình đã cài đặt sẵn rồi, bây giờ mình chỉ chia sẻ cho anh em cái cách sử dụng thôi. Anh em vào trình chỉnh sửa ảnh nè. Anh em chọn bộ sưu tập nè. Anh em chọn bức ảnh cần thay đổi. Anh em có thể chọn một hoặc là chọn nhiều bức ảnh cùng một lúc. Mình chọn 3 bức ảnh. Chọn ở góc tay phải phía trên màn hình nè. Rồi em nhấn vào cái bánh răng cài đặt nằm phía trên tay phải nè. Rồi bắt đầu anh em thiết lập nè. Định dạng hình ảnh và tinh thần mục đầu ra. Bây giờ anh em cứ thiết lập theo ý muốn của anh em. Sau khi anh em thiết lập xong rồi, bây giờ anh em trở về nè. Anh em chọn thay đổi kích thước hàng loạt nè. Anh em chọn chỗ điểm ảnh nè. Và anh em bỏ cái chỗ duy trì tỷ lệ khung hình. Bắt đầu anh em nhập chỗ chiều rộng, chiều cao này theo ý muốn của mình. Cái này mình ví dụ nha anh em. Rồi anh em chọn đi nè. Khi những bức ảnh phía bên tay phải của anh em xuất hiện, tức là mình đã thay đổi xong rồi đó nha anh em. Bây giờ mình trở về cái trình quản lý tiệp để mình kiểm tra những cái bức ảnh mình vừa thay đổi nè. Tất cả nó nằm ở cái mục DSIM hết luôn anh em. Cái đó là cài đặt mặc định trên cái app đó. Anh em vào chỗ sửa ảnh là cái thư mục lúc nãy mình tạo nè. Đây là 3 cái bức ảnh mình vừa tạo xong anh em. Chọn một bức ảnh bất kỳ để mình kiểm tra nè. Kích thước 1223, 1223 điểm ảnh. Đúng như kích thước mình thay đổi luôn anh em. Nội dung video ngày hôm nay mình xin được dừng lại ở đây. Chúc anh em thành công. Hẹn gặp lại anh em ở những cái video kế tiếp của mình. Xin chào.